vâng thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua khi mà uh, chúng ta thấy rằng việc uh nghỉ ở nhà hay là trẻ em không được đến trường do dịch bệnh covid 19 đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của các em và theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những cái sự kiện bất ngờ và khủng hoảng để có thể xảy ra với bất cứ ai bất cứ người nào và bất cứ một thời điểm nào và đối với trẻ em thì mức độ ảnh hưởng của khủng hoảng tâm lý thường sẽ nặng nề và nghiêm trọng hơn và từ thực tế này nhằm đồng hành hỗ trợ với học sinh vượt qua khủng hoảng tâm lý thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai tiếp nhận tư vấn tâm lý cho học sinh tại ba bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố. Theo đó thì kênh tiếp nhận hỗ trợ lịch hẹn tư vấn tâm lý cho học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ do bệnh viện nhi đồng 1, bệnh viện nhi đồng 2 và bệnh viện nhi đồng thành phố phụ trách. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận hỗ trợ lịch hẹn tư vấn tâm lý cho học sinh gồm bệnh viện nhi đồng thành phố là 1901217. Bệnh viện Nhi Đồng 2 là 028 221 271 71. Bệnh viện Nhi Đồng 1 là bệnh viện tư vấn trực tiếp từ 13 giờ đến 16 giờ vào thứ năm và tư vấn miễn phí từ xa qua kênh Zalo 0909 759 621.